Sài Gòn không? Dạ đúng rồi anh. À, mấy ngày qua đây hiện tại giờ tôi đang coi nè, tôi nghe tiếng nè, mà giờ tôi cúp tôi đang nói chuyện với anh, mà hình như là một hai ngày qua hình như có cái hình của anh đúng không? Hình nào anh? Hả? Hình nào? À, tôi coi anh có lên, tôi thấy cũng nhìn cái hình ảnh của anh nói chuyện đó, anh nói chuyện anh cắt tóc cục đúng không? Ừ đúng rồi, anh có liên lạc với em một lần rồi mà. À đúng rồi, sự thật ra những cái lý lẽ của anh nói không có sai. Tôi không có, tôi là một bởi vì tôi quá bất bình đi, những sự việc mà phải người ta phản đối cái lang thang Sài Gòn đó. Bởi vì cho nên tôi nói đúng là cũng rất là nổi nóng, bởi vì tại sao? Cái ông mà vừa rồi mà tôi vừa coi đó mà nó hình như anh áp tải trên là 10 cỡ nửa tiếng hay là 20 phút gì đó, ổng ở dưới cái, ở Việt Nam đó, mà ổng nói rằng nếu mà dẫn con xuống mà để mà chữa bệnh đó mà hết ổng giao luôn tài sản tất cả mọi sự việc. Và tất cả những lý lẽ của lang thang Sài Gòn thì đúng là phải là anh đang nói chuyện tôi không? Dạ đúng rồi. Anh hoàn toàn không có sai. Từ đầu đến cuối nhiều clip tôi coi qua là anh không có sai, bởi vì lý lẽ của anh, sự thật, mặc dù trên lý lẽ của anh nói như vậy, nhưng mà nhìn trong cuộc sống tâm linh thì sự thật anh là có tâm Phật anh mới nói được như thế đó. Nhưng mà bởi vì trong thiên hạ này là những cái người đó, tôi không biết họ ăn cái gì, thì sự thật tôi mở tôi coi tôi cũng nói nóng, họ cũng được quyền nổi nóng, nhưng mà tôi cũng được quyền nổi nóng, nhưng mà bởi vì họ mà khi nói thẳng đó thì sự nó động giống như là động tới mấy nhà sư luôn. Yeah. Giống như cái anh vừa áp tải lên mà giờ cỡ 20 phút mà mấy phút vừa qua đó. Ông đó đó, cái chú đó là phải nói là tôi kêu bằng anh mới đúng, bởi vì tôi nghe cái giọng nói đó, tôi nghe giọng nói là tôi biết anh đó nói rất là đúng. Nếu mà sự thật mọi người mới tính dị đoan thì đi xuống đi, người ta đi trị bệnh cho gia đình của người ta đi, rồi người ta sẽ giao hết tất cả những tài sản. Nhưng mà những cái người mà ăn nói tầm bậy tầm bạ đó phản đối lang thang Sài Gòn, nó phải nên nhìn coi trở lại, không ai phỉ báng những đứa trẻ cả. Những đứa trẻ đó cho ai người ta cũng đều lấy nuôi hết, bởi vì nhìn thấy nó rất là mỉm mỏm, mà nhìn thấy rất là dễ thương, cho ai người ta cũng nuôi hết. Nhưng mà cái sự việc người ta nói là nói một cái sự việc công bằng, bởi vì lừa đảo tất cả những công luận, khinh thường mọi người quá, mà trước đây tôi đã có nói. Nhưng mà những cái người mà ăn nói tầm bậy tầm bạ, kể mà phản đối lang thang Sài Gòn, những cái thằng mà hỉ mũi mà chưa có sạch đó mà lên mà phản đối này nọ, mà cứ đè đầu để mà nói rằng á là vậy. Rồi kể cả khi tôi nói thẳng đó là sự thật, mấy cái thằng thầy chùa, cái ông hồi nãy ông nói đúng đó, là những cái thằng thầy chùa đó tu nhiều năm tôi không còn biết, nhưng mà mọi người được quyền nói nóng thì tôi cũng được quyền nói nóng. Đây không phải là cái sự việc mà để người ta mà phân bua những, bởi vì những người đó nó ăn cái gì tôi không có biết, nhưng mà nếu mà những cái câu mà khi mà thô tục nữa đó thì sự thật rất là khó nghe, tôi không muốn nói. Nhưng mà sự thật để mà nói là bởi vì ăn cái gì mà phản biện những sự việc mà cái đầu óc cái lỗ tai ở đi đâu. Rồi khi đã là như thế đó là những cái anh gì mà ở Việt Nam đó mà lưu trị bệnh là mới mấy phút vừa qua đó là chú lang thang áp tải lên đó, ổng nói đúng không có sai, sự thật cái anh đó là hoàn toàn không có sai. Nhưng nên nhớ rằng tất cả những người tu mà tu nhiều năm mà không hiểu được giáo pháp nhà Phật thì sẽ đụng tới tôi, là bởi vì mấy cha tôi là một cái người bình thường, tôi không khoác áo nhà tu, nhưng mà trên sự thật những gì tôi nói là rõ ràng. Là bởi vì sao? Phật không có dạy những sự việc như thế đó, phải hiểu cho nó rõ. Nếu mà tất cả những người cha mẹ của đứa bé Tường Lam cho tôi nuôi. Nhưng mà nó nhớ rằng mọi người phải nhìn thấy cho nó rõ. Mượn bé Tường Lam để mà làm cái bàn đạp để mà trục lợi thì khinh thường thiên hạ, chứ không có ai ghét bé Tường Lam cả. Thứ hai, những người tu nhiều năm mấy chục năm tôi không cần biết, cho nên cái anh hồi nãy đó tôi không biết, là tôi kêu bằng anh đi, ông nói là mấy những người tu như đó, những thầy chùa, sự thật là những thằng thầy chùa là không có đúng, là bởi vì sao? Tu nhiều năm, bây giờ bé, gia đình của bé Tường Lam, cha mẹ của nó và tất cả những cô dì chú bác gì của nó tôi không cần biết, mượn nó làm bàn đạp. Vậy thì những người tu trong mấy chục năm mượn Đức Phật để làm bàn đạp có khác cái chỗ nào? Tôi được quyền nổi nóng là bởi vì mấy người kia ăn tầm bậy tầm bạ, nó ăn cái gì tôi không có biết. Nhưng mà bởi vì tôi cũng rất là vô cùng nổi nóng. Là bởi vì sao?
Lang thang Sài Gòn không có sai, bởi vì trên lý lẽ của lang thang Sài Gòn nói, tôi đã nhận từ chữ một. Đức Phật không có dạy những sự việc như thế đó. Nếu là hiểu được giáo pháp của nhà Phật là tất nhiên hiểu được giáo pháp của nhà Phật thì phải hành cho nó đúng. Là đệ tử của Phật thì không có sợ thiên thiên thần quỷ vật, tôi đã nói rồi. Mà bây giờ tất cả mọi người phản biện mà sự việc như thế đó là muốn muốn làm những sự việc không có hiểu, chẳng những ngu ngốc mà ăn cái giống gì thì cũng không có biết. Thì khi nói như thế này thì có phải là những người tu mấy chục năm kia, dạ xin lỗi tất cả là xin lỗi với cái lang thang Sài Gòn nha. Phải trừ tôi ra 20%, chứ tôi không có thể nói như thế đó được. Là bởi vì chính bản thân của tôi, nếu mà nói thì tôi cũng phải dừng chân lại một chút xíu, tôi chỉ nói trong 80% những người tu thôi. Chứ còn 20% là những bậc thánh nhân. Nhờ 20% đó mà những bậc thánh nhân mà hướng dẫn cuộc đời của tôi mà như bây giờ. Cho nên tôi phải nói lời thẳng, tôi không, bởi vì tôi quá bực đi, bởi vì kính xin những bậc ân sư tu hành mau đắc quả để hướng dẫn con người của mình đi cho nó đúng. Bởi vì tất cả những chùa chuyền đều ghi một cái chữ là duy tuệ thể nghiệp. Mà mấy người tu đó, mấy người thầy tu đó là tu theo cái kiểu tu là cái gì? Tu không là gì hết. Tu là phải hiểu được bốn cái chữ duy tuệ thể nghiệp mà còn không có hiểu được. Thì đừng bàn tán, đừng có làm những cái sự việc mà mê tín dị đoan. Cái chuyện đó là cái chuyện lừa đảo mà không có giống ai hết, bởi vì Phật không có dạy. Nhưng mà mấy thầy chỉ làm những sự việc đó, rồi bây giờ những cái đứa trẻ mà học được bởi kinh coi là tôn trọng như thế này thế nọ. Là sự việc nó dứt phát không có. Cho nên cái chú gì mà nãy nói là hoàn toàn đúng. Mà trong những sự việc cái lý lẽ của lang thang Sài Gòn mà có đứng lên trong mấy ngày nay mà có đâu quá có hình, tôi đã nhìn qua cái hình, lý lẽ đúng. Nhưng nên nhớ rằng là bởi vì cái lý lẽ mình tuy nó đơn thuần, nó không phải như một bài kinh kệ. Nhưng sự thật trong cái ý nghĩa, cái dụng ý đó là nó là nằm trong cái duy tuệ thể nghiệp. Cho nên trong cuộc đời này, tại vì mỗi người cứ ăn tầm bậy nói tầm bạ. Vậy thì bây giờ xin hỏi tất cả những cơ đồng mạng mà phản biện lang thang Sài Gòn, bây giờ tôi nói những người đó ăn cái gì, phải nhìn cho nó kỹ và phải nhìn thử tất cả. Nói như thế này là phải đụng tới những cái cửa chùa luôn đó. Là duy tuệ thiện nghiệp là cái gì? Duy tuệ thiện nghiệp là phải Đức Phật đã dạy cho mình một cái trí tuệ để đừng bao giờ để cho ma để nó hướng dẫn con đường của mình đi xuống địa ngục. Vậy thì bây giờ những người như thế này có phải là ma không? Mà bây giờ tự động tôi đang đi một cái con đường hay ngay thẳng như một cái lời Phật dạy, mà mỗi người ăn tầm bậy nói tầm bạ mà cũng không biết mình nói cái gì, mà bây giờ tự động lo người ta xuống như địa ngục. Vậy thì tất cả mỗi con người của mình là tự mình quyết định cho con đường, chọn con đường của mình đi. Không ai cứu ma không cứu nổi. Vậy tất cả những người tu mấy chục năm không cần biết, nhưng mà họ chỉ là phàm tăng mà thôi, họ không phải là thánh tăng. Vậy cho nên quay trở về cũng phần những người muốn phản biện phải coi con mình là cái gì. Dù tất cả những bà con vọng tộc dù có đi chùa làm Phật tử nhiều năm đó, chủng thì chỉ là cái đồ bỏ mà thôi. Đức Phật đã có dạy một câu rằng tất cả những giáo pháp nhà Phật mà từ xưa bây giờ ba tạng kinh điển, kinh tạng, luận tạng và là luận tạng là ba tạng kinh điển dạy cho mình cái gì. Nhưng mà mọi người bởi vì không có hiểu, tất cả những người đi chùa đi tu này là vậy, ba tạng kinh điển để lại mà còn không hiểu. Nhưng mà nên nhớ rằng pháp tạng rồi luận tạng là để lại trong ba tạng kinh điển, mọi người phải hiểu. Nhưng nên nhớ rằng đó chỉ là một cái pháp không mà thôi. Bởi vì sao pháp không mà mọi người, khi mà mỗi người đi mà tất cả những người phản biện đó ăn tầm bậy nó tầm bạ, nó là đi chùa là cái gì? Nhà của mình là cái chùa đó. Nhà của mình là cái nhà của chùa, nhà của mình là nhà của Phật tổ Như Lai. Nhà, chính nhà của mình là mỗi sự việc đều là Phật tổ Như Lai. Nhưng mà Phật tổ Như Lai đây là ở nơi cái trí tuệ. Nếu trí tuệ của mình có như là Phật dạy, thì cái nhà của mình là Phật tổ Như Lai, không cần đến chùa. Nhưng mà ăn mỗi người ăn tầm bậy, nó tầm bạ là bởi vì đi phản biện mà phản điện một cái sự việc mà phải ngu muội ngu ngốc. Đi đến chùa như thế đó, vậy thì bây giờ tại sao không lật ngang đó bây giờ như vậy? Lật ngang bây giờ, nếu mà nói như cái kiểu ngu ngốc như thế đó, vậy thì bây giờ giết cái chợ như cái chùa thì bây giờ có sao đâu. Thành ra bây giờ cái nhà của mình cũng là cái chùa. Nhưng mà mọi người phản biện mà không có đúng, quá bực mình đi.
là bởi vì tại sao mà nói là bởi vì đọc một cái kinh trời trời đó coi thiên hạ còn cái sự việc mà những bậc những bậc mà để mà nói rằng là người ta nói khiêm nhường thôi, giống như những người tu, có người tu kiểu này, người tu kiểu khác, nói là thí dụ đứa này là thằng đồng, dẹp luôn đi, là bởi vì người ta khiêm nhường thôi. Những bậc nói đó đúng chứ cũng không có sai, những người mà lên ý kiến mà nói đúng cũng không có sai, nhưng người ta có một phần khiêm nhường ở trong đó, khiêm nhường bởi vì chính dở nào đó, cho nên người ta mới nói là thần đồng. Người ta nói là vậy. Thần cái con khỉ là bởi vì nếu nói thần đồng thì ngày mai này đương đầu với xã hội nè. Học ở nơi xã hội, học ở nơi toán học, học ở nơi văn hóa, mọi sự việc, mọi việc làm đi rồi mới dám nói cái chữ thần đồng. Không có dám đâu à. Đừng ăn nói thần đồng, mai mốt vô những bữa tôi đã có nói, bây giờ lớp 5, lớp 6, 7 đưa bài toán nào làm trật lớp hết, thần đồng cái con khỉ gì. Cái đó không có ai dám nói, trong cuộc đời, trong cuộc sống thì không ai dám nói. Đừng bao giờ, những bậc kia đó là bởi vì tôi nhiều năm cho nên nói là thần đồng, sự thật người ta khiêm nhượng ở trong đó thôi. Chứ đúng ra không nên nói, là bởi vì tất cả những đứa trẻ đã nói là mình ngày xưa cũng vậy, những đứa trẻ nó còn trẻ, nó thơ ngay, bởi vì nó thâm cái nói quan phát là nó hiểu liền, nó nhớ liền, chứ không nó lộn, hiểu thì không có, nhưng mà nó nhập liền, nó nhớ liền. Nhưng đó là cái sự việc đâu phải mà nói. Nhưng mà những người phản biện, tôi nói phản biện lang thang Sài Gòn là hoàn toàn không đúng, mà tôi nói thẳng như thế này đó thì nó đụng tới chùa. Cho nên cái anh nào mà nãy nói anh nó hoàn toàn đúng. Mà bởi vì sao duy tuệ thị nghiệp của lời Phật dạy là bởi vì mắt nghe. Chính mà mắt nghe, tai nghe, mũi ngửi lưỡi liếm, khoan có tin. Cho nên phải tự tư duy mà để nhìn thấy đó là lời Phật dạy rõ ràng. Vậy thì tất cả những cửa chùa duy tuệ thị nghiệp là cái gì? Bốn chữ mà học con xong, những đứa trẻ như thế này mà bây giờ tự động lôi vô chẳng khác nào cha mẹ đã a tòng để mà nói con cái như để làm cho con cái sau ngày mai này nó lớn lên nó đi vô trong trường để làm cái gì. Bây giờ bắt đầu nó xấu hổ với người ta bởi vì đưa bài toán ngu là nó phải chết, đúng không? Yeah. Thứ hai là bởi vì tất cả đã cha mẹ đã không rồi, tu nhiều năm không thấy được thì mấy cha nội đó tu nhiều năm cũng tự lôi mình đi xuống bùn luôn, là bởi vì không có thấy cái, không có nhìn thấy được cái duy tuệ thị nghiệp. Phật dạy rõ ràng. Cho nên mọi người phản biện phải đúng một cái lý lẽ, mà cái lý lẽ ở đây là phải nói đúng lời Phật dạy, đừng có dựa vào, bởi vì lời Phật dạy ba tạng kinh điển để lại, là ba tạng kinh điển để lại đó là pháp không, là cái không đây nó, nhưng mà nó có, là bởi vì khi đã hiểu được cái trí tuệ của mình rồi thì đó gọi là có, hiểu chính xác và hành động cho nó chính xác giống như là duy tuệ thị nghiệp đúng thực tế trong cuộc đời này thì đó là cái đó gọi là có. Còn bây giờ cái đó là đã có nhưng mà nó là pháp không, là bởi vì ba tạng kinh điển để lại, mà bây giờ mà học không có xong, bây giờ chùa nó cháy rụi hết cái kinh điển, nó còn cái gì đâu, thì nó cũng là không thôi. Nhưng mà pháp đó là pháp không, khi mình đã hiểu được rồi thì nó lại là có. Cho nên lang thang Sài Gòn là mày tôi đúng giải thích phân tích và phân tích rất là đúng. Còn cái thứ côn đồ đó tôi không biết nó ăn cái gì mà nói thô tục thì nó cũng kỳ. Còn tất cả những bạn người tu, xin lỗi các ngài, nếu mà bây giờ nếu có đăng lên tôi cũng vẫn nói luôn, xin lỗi các những ngài tu chỉ là phàm mà thôi. Nhưng mà lời Phật dạy, dù có cạo đầu mặc áo cà sa đấy chăng nữa thì cũng phải nên nhớ rõ một câu là lời Phật dạy hành đúng. Con mắt của mình nhìn ma phải thấy ma, nhìn quỷ thì phải thấy quỷ, nhìn cái gì thì ra cái đó, đó là trí tuệ, đó là ngũ nhãn lục thông. Còn nếu mà tất cả những sự việc như thế đó thì sự thật mà gì, những sự việc mà qua một cái bài kinh như thế đó thì cái đó cái chuyện học thuộc lòng. Con nít nào bật lên cho nó nghe mà chừng nó hai ngày là nó thuộc, vậy thì có mắc mớ gì cái sự việc như thế này. Cho nên tất cả những sự việc mà để mà nói bởi vì tôi quá nói đúng, tôi bực mình nên tôi quan nên, là bởi vì cái anh gì nãy nói đó đúng mấy cái thằng thầy chùa, nhưng mà nên nhớ là những gì tôi nói đó là phải trừ 20% của những bậc ân sư, và những tôi phải nhờ những bậc ân sư đó, những bậc người tu chân chính hướng dẫn con đường của tôi đi. Nhưng mà cái phần đó là cái phần sự thật là nó có thiệt, tôi đã thấy qua nhưng tôi không có nêu tên.
Tôi cũng học ở những người đó và tôi học tất cả những bài mà Phật học phổ thông là ba cuốn Phật học mà tôi đã mua. Nhưng bởi vì tôi vẫn là con người cho nên tôi thấy những người thì bây giờ mấy thầy hiểu kiểu nào đây? Tôi mau lấy một cái thí dụ nhỏ. Nếu trong một tất cả những cái hàng đại học mà đi vô trong nhà để học lên hàng đại học 100 thằng bác sĩ, dám nói là 100 thằng bác sĩ đó nó giỏi không? Thằng mà nhức răng nó chơi nhổ răng này nhổ răng khác, là ví dụ như là mà đau ngón tay nó cắt ngón giò, vậy thì mấy thầy tu đó, một cái sự việc đó là cái tu đó nghe, những việc tôi vừa nói đó là cái tu đó. Nhưng mà mấy thầy không nhận ra được cái điều này, vô chùa Hoằng Pháp rồi ra hàng chục thằng đều được làm sao? Không lẽ bây giờ vô đó rồi ra là ông nào cũng tu đàng hoàng không? Đó là sự thật. Mọi người tu, trong mọi người đi tu là mượn Đức Phật để làm bàn đạp. Vậy thì bây giờ cha mẹ của những đứa đó mà người ta nói đây là người ta nói cha mẹ của nó mượn đứa con làm bàn đạp, thì những người tu cũng vậy mà thôi. Chỉ là một phàm tăng mà thôi. Đừng có láo xược người ta. Cũng có vấn đề mà để mà nói. Nếu nghĩ một cách sâu xa hơn nữa, thì sự thật tất mấy cha đó, tiền điện ai trả? Mấy cha ăn tiền của đàn na tính thí, điện ga nước và tất cả những sự việc ngồi không để thu tất cả những lợi của người ta. Ăn của đàn na tính thí thì phải tu chân chánh giống như lời Phật dạy. Còn nếu mà ăn tiền của bá tánh mà không đáp lại những cái lời tu chân chánh mà để nói toàn là tầm bậy, lời cái đó lời Phật giải mà rõ ràng, vậy thì mấy cha là mượn Đức Phật để làm bằng đạp, đạp Đức Phật sẽ đét. Vậy thì bây giờ bé Tường Lam này thì những người cha mượn bé Tường Lam để làm cái bàn đạp để đạp nó sẽ đét, nó khác ở chỗ nào? Còn những người phản biện đó, làm ơn nghe kỹ lại, là phải nó ăn cái gì? Đi chùa nhiều năm, ăn chay mấy chục năm, làm cái giống gì không biết, phải coi trở lại, phải coi tất cả những kinh điển của Đức Phật đã dạy. Để mà làm, để chi? Để tự mình cứu mình. Người phản biện giống như lang thang Sài Gòn, kể cả tôi cũng vậy, tất cả những người khác cũng vậy. Người ta nói một cái lời chân chính là người ta cứu người ta chứ không ai chửi ai hết. Những người phản biện như thế đó thì ma, còn có nhiều người phản biện nói là mang nghiệp, mà chính họ là cái người mang cái vọng động để mà họ tự hại họ mà họ không có biết. Mà bày đặt nói cái chuyện mà đi chùa mà ăn chay này nọ. Bây giờ trong thiên hạ là ai cũng trồng cải bán hết. Thứ ra mấy thầy thì biểu người ta đi ăn chay, nghe thì nó cũng lọt vào lỗ tai đó. Nhưng mà bây giờ làm sao người ta để đi tìm cái cuộc sống của người ta để đem vô chùa cúng đây? Bây giờ thử hỏi con, nó trồng cải hết ráo trọi trơn rồi. Người ta cũng phải lo cuộc sống mưu sinh, kẻ bán cá, người bán này bán nọ, cuộc sống nó đã là như vậy. Nhưng người ta có một cái tâm tốt, dù người ta có bắt cá, nuôi cá hay là người ta buôn bán này nọ, nhưng cái tâm người ta tốt thì người ta có đem ở nơi đó, là người ta cúng cái đồng tiền bằng một cái tâm đem vô trong chùa thì mới chan. Chứ đâu có phải biểu thiên hạ này phải nói là ăn chay cho nó tốt, nhưng mà lời Phật dạy phải hiểu cho nó rõ. Còn mấy cha mỗi bây giờ nó đem nó trồng cải hết cả xứ Việt Nam, thì mấy cha đó bây giờ ăn cải ngán không? Cho nên mình phải hiểu cái điều đó. Cuộc sống này đã là như vậy, nó bán cá bán thịt hay là giết gà giết gì tới kệ bà nó đi, nhưng mà điều phải nói với nó là lời ngay lời thẳng, giống như tôi đang nói với lang thang Sài Gòn, con nào cúng thôi, không cần, nhưng mà phải nói như thế đó. Rồi tu kiểu nào chết ráng chịu, nhưng mà mình phải đi như con đường Phật dạy mới được, chứ đâu thể nào bây giờ trong thiên hạ mà đem ra để mà nó mượn cái bàn đạp ông Phật là đạp ổng, đạp lên đạp xuống, nhồi lên nhồi xuống, mà cứ đem bia ai trả, điện ai trả, nước ai trả, và cơm gạo ai ăn, và cái gì cũng vậy. Phật không có dạy, tôi dám nói 100%. Giờ ở nơi đó mượn Đức Phật làm bàn đạp, còn cái gia đình giống như bé Tường Lam, bé Trường Tường Lam đúng mỉm mỉm dễ thương cho tôi nuôi, nhưng đó không phải là đề tài mà tất cả mọi người phải nói là đi phản biện những sự việc mà nó không có giống ai hết. Nhưng mà cái anh hồi nãy đó, anh nói đúng, nó không có sai, là bởi vì sao? Duy tuệ thị nghiệp là cái gì? Chùa nào cũng để một chữ mà cái đầu cũng như đầu bò như thế đó thì họ lấy cái gì để mà nói? Vậy tất nhiên rằng bây giờ nếu mà nói như thế này đó, thì tôi vẫn biết là mấy thầy nếu mà tu như thế đó thì tôi vẫn biết trước mấy thầy sẽ nói như thế này. Tôi biết trước mấy thầy luôn. Tôi chấp mấy thầy chùa đó tu mấy chục năm luôn. Mấy thầy sẽ nói cuộc đời không ai hoàn hảo. Ủa? Nếu nói như thế đó vậy thì tại sao cuộc đời không ai hoàn hảo? Vậy tất nhiên là câu nói đó là mấy thầy, tôi vẫn biết là mấy thầy nói vậy luôn.
là mấy thầy nói cỡ cái hoàn hảo vậy thì biết nó kiểu đó vậy mấy thầy đừng nói xạo tôi không được sao. Thứ hai nữa là bởi vì con người là bởi vì mấy thầy kể cả cái người bình thường cũng vậy, khi mà nói quá phản biện như thế này người ta nói vậy nè, thôi thì tội ai làm nấy chịu, cho nên nói gì nó quá. Ủa nói cái kiểu ngang tàng như thế đó vậy thì bây giờ trước khi nói câu nói đó đúng, câu nói đó thì đúng chứ không có sai. Nhưng nên nhớ là cái nhà của mình phải biết kẻ lớn người trên nhường dạy, con cha mẹ dạy con, kẻ trên nhường là sống giống như một cái giống như là một một cái tên sống giống như một cái bồng lai tiên cảnh, giống như là lời Phật dạy đi rồi hãy nói. Còn đằng này em nói cái kiểu đó mà người ta nói một cái lời ngay thẳng thì nói người ta là như thế này nọ, nên nói tội nghiệp. Ủa cái nhà của mỗi người là gây lộn tốt ngày, tại sao không coi? Nếu nói kiểu đó chẳng khác nào là cái cồng hay là giấy băng keo dán miệng của người ta. Đúng là cái con người phải nói nó ăn cái gì tôi cũng không biết á, nhưng mà sự thật tôi cũng muốn xài chúng phải không? Nhưng mà nói kiểu đó thì nó cũng nghe nó cũng kỳ mà cũng hơi quá đó. Chứ sự thật là lang thang Sài Gòn mà mấy ngày là tôi có cái hình bây giờ cắt tóc cục giống như là phải nói là vậy rồi nói. Lý lẽ của lang thang Sài Gòn nói không có sai, nhưng mà bởi vì những người phản nguyện quá bực bội, nó ngu đến nỗi mà nó ngu không biết là có chỗ nào để tả cái ngu nó không biết, rồi nói như thế này thử hỏi con mấy ông thầy chùa kia cũng ngu luôn. Nhưng mà làm ơn là lang thang Sài Gòn phải trừ tôi 20% của những bậc hướng dẫn tôi đi nghe. Chứ không thể nào nói còn cái thứ kia nó ăn cái giống gì cũng không có biết nữa, phải nói là phản biện, cái đó là phải nói là không biết là nó cái gì, tôi cũng không biết luôn, tôi không biết là nó ngu nhiều. Người ta là tu nhiều đời nhiều kiếp mới thành Phật, nó này nó ngu nhiều đời nhiều kiếp rồi nó bắt đầu nó thành là tào lao. Bởi vì cho nên nhiều khi không phải là tôi không nói được êm dịu, tôi dư sức làm cái chuyện đó, nhưng mà đối với những cái người ngu như thế này tôi chơi thẳng cẳng luôn. Bởi vì nói cái kiểu như thế này mà nó còn chưa có hiểu đó lang thang Sài Gòn. Nói theo cái kiểu mà giống như để im cái lỗ tai thì nó bù đất, nó đâu có hiểu đâu. Bởi vì tôi qua bức xúc đây, nó đúng là những cái lý lẽ mà lang thang Sài Gòn mà nói không có sai. Tôi coi rồi, tôi để lên cái rổ, tôi sàng rồi, không có sai. Chẳng qua là bởi vì trong thiên hạ này, trời ơi, nó ngu, nó đã ngu rồi mà nó không cứ chịu sửa, mà nó chỉ vậy cho nên nó cứ tiếp tục nó sống kiểu đó để nó tranh đấu thôi. Phật không có dạy. Xin lỗi những bậc những bậc tu nha, là bởi vì đó những cái người tu cho nó rồi, cho nên nó phải hiểu rõ một cái điều duy tuệ đơn giản thôi. Cái kiểu này vừa sang qua cái lớp mẫu giáo thôi. Duy tuệ thị nghiệp là cái gì, bốn chữ học cho nó rành đi rồi bắt đầu hãy nói. Mà trong cuộc sống của thế gian này, từ ai là từ nhỏ cho đến lớn, cuộc sống ở đời này mà không hiểu rõ từ chân tóc kẻ răng, mà không hiểu trong cuộc sống ở đời mà chưa có rõ, đừng có đi tu. Muốn đi tu để xuất gia để mà giải thoát cuộc sống này thì phải hiểu cho nó rõ cuộc sống của thế gian trước đã. Hiểu cho nó rõ như thế đó thì bắt đầu mình muốn giải, nhìn thấy rõ cái cuộc sống đau khổ cũng giống như Đức Phật mà đi ra bốn cổng thành đã thấy rõ điều đó rồi, ổng bắt đầu ổng mới đi giải thoát đi tu. Con người của mình ngày hôm nay, cuộc sống của thế gian mà đối diện hàng ngày chén cơm ăn áo, từ nhỏ sinh ra mà cầm cái bình sữa mà lớn lên mà không nhìn thấy rõ, đừng có bao giờ nói có chuyện tu. Đừng bao giờ nói, tôi nói một câu là tu không có dễ. Hàng đại học bác sĩ kỹ sư 24-25 tuổi ra trường, nhưng tu là không có dễ. Cho nên tự tất cả, tôi chỉ khuyên một câu thôi. Từ ngày nay cho đến ngày mai, những người nào mà nghe tôi nói mà muốn đi tu thì phải tự liệu hồn, phải hiểu rõ hết cuộc sống vật chất của thế gian trong cuộc đời đi, hiểu hết cuộc đời này đi rồi bắt đầu tu. Còn nếu không đừng có vô làm cho nó banh chùa banh nóc, rồi ăn tầm bậy nói tầm bạ, tự động nghe người ta nói trời nó nằm mơ, nó nói một câu tầm bậy cũng rước vô chùa để mà đội lên đầu nó. Vậy mà cha mẹ của mình không lên đâu, duy tệ thì nghiệp ở đâu, cha mẹ mình nuôi nấng ở đâu mà tự động làm những cái chuyện mà để mà chướng tai gai mắt. Phật không có dạy. Xin nói với mấy thầy phải coi, tôi nói như thế này để mấy thầy, tôi mấy chục năm tôi không cần biết, nhưng mà phải hành đúng y như lời Phật dạy, bởi vì đó là cái pháp không. Khi đã hiểu được rồi
phải hành chân chánh đàng hoàng, một xu một cắt một cái lời nói cũng không tranh giành đoạt lợi, mà nói một cái lời ngay thẳng, ngay thẳng, ai cho ai, cúng cúng không cúng thôi, nhịn đói uống nước trừ cơn, phải sống như thế đó. Lời Phật dạy cũng vậy. Thành ra đừng có đem những cái sự việc tào lao để mà trục lợi như thế đó, mượn Đức Phật làm bằng đạp, đạp Đức Phật nhồi lên nhồi xuống, vậy thì cái gia đình giống như bé Thường Lam thì cha mẹ nhồi nó nhồi lên nhồi xuống. Tôi dám nói một câu, những bậc chân tu, những gì tôi nói là chính xác 100%, nếu không tôi không có nói. Là bởi vì sao? Ăn tầm bậy, nói tầm bạ mà nói không có hiểu. Đi chùa làm gì? Phật tử là cái gì? Đem ra khè, vậy thì bây giờ nó có khác gì người bán cá bán tôm đâu. Thì nó cũng đem ra, tao bán cá nhiều năm, tao bán cá nhiều năm, tao biết kinh nghiệm. Vậy thì bây giờ người chữa lộn nó, tao chữa lộn nhiều năm cái miệng, tao như thế đó. Vậy mọi sự việc lật qua lật lại nó khác chỗ nào? Nó khác là nó khác cái phần trí tuệ, chứ không có khác ba cái vụ đó. Những người tôi như thế đó, đó nãy tôi đã nói với lang thang Sài Gòn đó. Cho nên tôi quá bất bình, phải nói là tôi cũng bất bình cái sự việc mà mọi người mà đã phá mà phản. Nếu mà lang thang Sài Gòn nó không có đúng một cái lý lẽ thì tôi cũng phản bác như thường. Nhưng đằng này là bởi vì lẽ lang thang Sài Gòn nó quá chính xác, nhưng mà bởi vì mình nào dùng những cái từ ngữ ở cái cuộc sống ở đời này mình nói cho nó đúng lý lẽ. Bởi vì thì cái đó là cái tâm Phật, chứ còn cái gì nữa, chứ đâu có cần gì phải đọc một cuốn Phật mà đọc mà không có hiểu. Mà cái đó là tâm gì đâu, tâm sĩ răng thì có. Thành ra cho nên con người không biết nó ăn cái gì. Cho nên quay trở về để mà nói là quay lại cái thời cổ, khi mà cuộc sống thiếu cơm thiếu áo, thiếu quần thiếu áo, hình như là ai cũng hiểu nhiều quá, hiểu nhiều hơn bây giờ đó. Còn bây giờ nó có cơm ăn rồi, như là lú nhiều hơn đó. Thành ra cho nên nhìn lại thì cũng thấy đó. Rồi mấy thầy tu cũng vậy, ngày xưa cũng vậy, nó tu của đời bắp bo này nọ, ăn phải nói là tu ngon lành lắm. Còn bây giờ có cơm có gạo này dư thừa rồi, bắt đầu cộng bá tánh nữa, tu càng tu thì càng lú. Tôi nói kiểu này đó, ông thầy nào á, nếu có duyên gặp tôi dám nói một câu, nếu mà mấy thầy mà nói trước mặt tôi mà không có đúng, tôi rủ đâu mà đánh lộn đó mấy thầy. Thế mấy thầy đừng có tưởng là bởi vì tôi là, đừng có nói theo cái kiểu đó, là bởi vì sao? Nó không có đúng lý lẽ của Phật dạy. Nói thẳng một câu là không đúng lý lẽ của Phật dạy. Phật dạy hiểu cho nó chính xác từ chữ một, từ một cái tử một, từ con chí, từ chân tóc kẻ răng. Nếu mấy thầy không hiểu được cái điều đó thì đừng bao giờ nói chuyện láo khoét, bởi vì trong thiên hạ này là phải nói người bán tôm bán cá bán thịt heo và một cuộc sống mưu sinh, người ta cái trí tuệ của người ta còn hơn mấy thầy cả trăm lần nữa. Cả mấy thầy quanh cái lỗ tai, banh lỗ tai để mà nghe, phải nghe những gì tôi nói để mà tu cho nó chân chánh đi. Lời Phật dạy chính xác, nhưng mấy thầy mượn bàn đạp để đạp Đức Phật dâng lên dâng xuống, thì sự thật đó mà nói là tôi rất là bực mình. Tôi nguyện đem cái thân mạng này để mà cúng dường cho chư Phật, nhưng mà chẳng khác qua là bởi vì mấy, tôi không có muốn nói, nhưng mà sự việc như thế này là bởi vì sao, làm tôi cũng bực mình, tôi nổi nóng luôn đó. Là bởi vì làm con người phải hiểu được cái giáo lý của nhà Phật dạy, chứ đâu có sống bằng cái vụ mà phải nói là chén cơm ăn áo tiền nước gạo tiền, rồi bây giờ làm những sự việc mà trướng tai gai mắt. Vậy thì bây giờ nhìn kỹ đi, bé Thường Lam vô tội, dễ thương, tròn trẻ, mập mỉm, ai cũng thương ở đó trọi trơn. Bây giờ thử hỏi coi, nếu ai hát hủi thì cộng đồng mạng người ta cũng phải nói là ủng hộ cho nó để có tiền ăn học đàng hoàng. Nhưng mà bởi vì người ta bất bình, mượn cha mẹ là bằng đạp. Vậy bây giờ mấy thầy mà rước nó về ca tụng, nó đọc có một câu chú đại bi mà nó là bi gì không biết nữa. Bi gì thì cũng không biết, mấy thầy tu mấy chục năm mà còn ngu hơn nó. Nó nói tầm bậy, tất nhiên mấy, nó nói láo mà mấy thầy cũng vẫn nghe. Vậy thì bây giờ mấy thầy nói láo biểu tôi nghe mấy thầy đúng không? Mấy thầy giải thích không có đúng kinh tạng. Bởi vì ba tạng kinh điển của Đức Phật để lại, mà mấy thầy mà không có nhận ra được, kẻ trước đầu trước mấy thầy ăn nói tầm bậy, vậy thì bây giờ nói láo mấy thầy tin, rồi bây giờ mấy thầy nói láo nữa biểu tôi tin. Vậy cái duy tệ thiền ở đâu? Kinh tạng, pháp tạng và luận tạng là ba tạng kinh điển để định đi đâu? Trên sự thật là như vậy. Bởi vì mấy thầy tu nhiều năm, mấy thầy phải rành, nhưng mà mấy thầy đọc ro giống như bài học thuộc lòng của những đứa trẻ ở trong trường ngày xưa. Mà chính là lang thang Sài Gòn cũng hành đi vô tới cái mục đích học thuộc lòng, thì cũng giống như bao nhiêu người trong thế hệ mà thôi. Đọc thuộc lòng mà không hiểu mẹ gì hết đâu. Trời ơi, vậy ba bản kinh điển mấy thầy có hiểu hết chưa?
Đừng có nói, tôi dám nói một câu là đừng có nói tới ba tạng. Chữ dài cuốn thôi mấy thầy còn chưa có hiểu, là bởi vì mấy thầy hành sai. Mấy thầy hành sai thì tất nhiên một cuốn mấy thầy hành đã không có đúng rồi, thì bây giờ so với ba tạng kinh điển, kinh là như thế đó. Kinh tạng, luật tạng và luận luận tạng. Mấy thầy hiểu kiểu nào? Còn bây giờ sự thật ở trong cái sự việc để mà nói, những sự việc ngày hôm nay mà chính mấy thầy, tự mấy thầy lấy gậy đập vô mấy thầy thôi chứ không ai hết. Chính mấy thầy đã từng trên cái bục giảng nói rằng nhân với quả, nhân quả. Mà mấy thầy không có hiểu bây giờ ngày hôm nay sự việc có phải là nhân quả không? Mẹ của mấy Tường Lam thì có phải là cái quả phải trả không? Rồi mấy chính mấy thầy nói mà cộng đồng mạng nó phản đối đây, nó không có phải nó chửi mấy thầy. Mà nó không có chửi ai hết, bởi vì nó không có thời giờ, bởi vì nó phải lo kiếm cơm kiếm gạo để nó lo cuộc sống này. Mà bây giờ người ta phản bác là cái quả là mọi người phải trả. Cái luật nhân quả rõ ràng như vậy mà chính mấy thầy cũng vậy. Mấy thầy ăn nói tầm bậy thì người ta nói mấy thầy, thì cái đó là cái quả mấy thầy gây ra mấy thầy phải trả thôi. Vậy bây giờ mấy thầy ngồi trên bục giảng mà nói nhân quả là cái gì? Cho nên, những người phản biện mà không có ai kiểu đi về đó, đừng có nên ăn cơm nữa, mang cái giống gì cũng biết đi. Những người phản biện cứ đè đầu nói người ta là nó tại sao mà nói con nít chửi con nhỏ, ai đi chửi nó? Bây giờ cho tôi nuôi đó. Nhưng mà đều cái mọi sự cho nên hồi nãy tôi quá cái anh hồi nãy là nói đúng không có sai. Đi xuống dưới đó, ổng còn Việt Nam đó, đi xuống dưới đó đi rồi là làm hết ông giao hết trên nhà cửa này nọ đó. Nhưng mà cái chuyện bởi vậy cho nên họ nói láo, bây giờ mấy thầy nói láo biểu thua tanh, bây giờ nhà đó đi lường gạt cộng đồng mạng như thế đó không biểu. Tôi nói thật với lang thang Sài Gòn, ngày mai này nếu lang thang Sài Gòn nếu có ăn nên làm ra dùng cái nhà cao cửa rộng. Tôi nói thiệt một câu, đừng bao giờ đem vô cúng chùa, mà chỉ bố thí những người mà ở ngoài đường đó, thấy cảnh đời, phải nói là cảnh đời đau khổ, nó còn phước hơn là ở trong chùa. Là bởi vì chùa, điện ra cũng phải ba tánh trả, cơm nước cái gì cũng lo, tới cúng rằm một cái là gạo nó đầy kho, cái đồ la ghim hay là cái giống gì nó cũng đầy hết. Rồi mấy thầy cũng là trong đó là mỗi sự việc là ba tánh chi. Nhưng thì thôi thì đó, cuộc sống của thế gian thì nó cũng, thì đó mình cũng không có bàn. Nhưng mấy thầy thấy mấy thầy phải tu cho nó rõ, thấy ma thì phải dẫn chứng hướng rõ, hướng dẫn cho người ta đi, tất nhiên là hướng dẫn chúng sanh. Mà bây giờ sự việc như thế này, thử hỏi coi, cha mẹ nó làm bằng đạp. Rồi bây giờ mấy thầy cũng biểu tôi nghe, vậy thì bây giờ thử hỏi coi, nói mà cái kiểu mà phải càng nói muốn lấy cây đập không là thử hỏi coi chịu nổi không? Vì duy tại thiện nghiệp ở đâu? Không lẽ bây giờ biểu tôi một đầu tôi nghe, ờ thầy nói đúng, vậy thì duy tại thiện nghiệp đúng không? Rồi bây giờ thí dụ những sự việc mà cha mẹ mà của bé Tường Lam nói, ờ vậy đúng là đúng không? Rồi bắt đầu nói rằng ở tao đi chùa nhiều năm, tao làm công quả nhiều năm, ờ vậy đúng không? Bữa tôi làm kiểu đó đi, có cái đó nó có chứ không phải là không. Đi kiếm những người làm nô lệ cho mình á, hoặc đi vô trong những cái gì mà làm nô lệ, giống như cái thời mà đi vô những cái người làm nô lệ mới có vụ đó. Bực mình bực mẩy cho nên, nhưng mà cái lý lẽ của lang thang Sài Gòn nói không có sai, là bởi vì những người phản biện tôi không biết nó ăn cái gì, không biết nó ăn sình cái gì, mà tôi không muốn đem vô cái chữ C trong đó. Nhưng mà sự thật hình như tôi cũng muốn nói rồi, cái điểm chính mà cái hiểu trong một cái lý lẽ chân chính để mà mình đem ra, để mà mình tự dạy mình chứ không ai chửi mình hết, mình tự mình hiểu để mình tự dạy mình. Những người phản biện đó cũng làm ơn hiểu được để tự mình dạy chính bản thân của mình. Bởi vì những ngày tháng sau này, trong mấy chục năm sau đó, những người phản biện tầm bậy đó phải tự liệu hồn để tự con mình đi sống cho người ta thương, chứ không phải vì con bé Tường Lam. Mà còn nếu mà tiếp tục làm kiểu đó nè, chòm sớm hai bên nó mắc gió, nó cũng không có thèm, nó cạo gió, thiếu đường thiếu muối nó cũng không có làm đâu. Cho nên tự mình cứu mình, Phật nói rồi, tự mình cứu mình chứ không ai hết. Mà mấy ông thầy đó tu cũng vậy luôn, mà tu kiểu nào thì bây giờ những sự việc nó lòi ra tùm lum tà la là cái quả phải trả. Đức Phật dạy rõ ràng, tại vì ngu quá đi. Thế nên bây giờ khi gặp những sự việc rắc rối là tự mình phải trả, tự mình gây ra. Cho nên đừng có nói gì đâu trời trơn á. Cho nên nói như thẳng như kiểu này đó, phải nói là rất là khó nghe. Nhưng mà chính cỡ tôi nói chuyện với lang thang thì tôi cũng phải hiểu được điều đó để tôi tự cứu tôi. Rồi khi mà tới giờ nó là cái chữ nhẫn thì tôi cũng phải tự hiểu đó để tôi nhẫn.
mà rồi tôi hiểu được điều đó, tôi tự tự cứu tôi, thì cái lời Phật dạy rõ ràng là tự mình cứu mình chứ đâu có ai cứu. Còn bây giờ những người kia hả, biểu cộng đồng mạng cứu, còn những cái những người tu kia ông biểu ba tánh cứu. Cứu cái gì? Giờ nó lồi ra phải nói là đầy giấy thì người ta nói một cái lời ngay thẳng để làm chi? Quay đầu là bờ. Đó cũng chính mấy thầy nói, mấy thầy lấy gậy đập mấy thầy không à. Không có ai hết á. Quay đầu là bờ. Mà mấy thầy để câu giờ cộng đồng mạng lên nó làm giữa giữa bé thiện là tường làm dính lẹo mấy thầy tu dỏm đó. Tu cái kiểu mà tu ngu, tu ngốc đó. Tu mà không học là tu mù đó, mù đuôi đó. Nó tự bây giờ quay trở về cộng đồng mạng nó một cái lời ngay thẳng là tự mấy thầy gặp đập mấy thầy chứ ai đập. Rồi bây giờ cha mẹ của đứa đó nói như vậy nữa là bây giờ tự mọi người đập mọi người chứ cộng đồng mạng ai ở không đâu đi chửi mọi người, ai đi ganh tị con mọi người mà cái người phản biện nó phải nói à. Tôi nghĩ là nó ăn cái gì, nó ăn cái chữ C á. Nó nói mà nó không nói trong ý nghĩa mà nó nói theo cái kiểu phải nói là giống như là cái kiểu mà nó không như là cái gì đâu không rồi mình cũng không biết. Bực mình bực mãi. Nhưng mà lang thang Sài Gòn lý lẽ mấy ngày nay tôi coi là đúng là cái lý lẽ nó không có sai. Mà phải là bởi vì trước đây tôi cũng đã có coi chứ không phải là không. Nhưng mà bởi vì không thấy hình thì bây giờ 2-3 ngày nay thấy có phải là cắt tóc cục đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Đó. Sự thật ra rõ ràng là vậy. Trời nó ngu quá rồi mình bây giờ mà nói thì sao được. Là bởi vì tôi nghe từ chữ nhiều từ cái lý lẽ của lang thang Sài Gòn nói. Đúng. Mà bây giờ nói bây giờ cái đó là cái tâm Phật mà nói được điều đó thì cũng giống như mà nói một cái lời chân chính. Mà Đức Phật gọi là chánh kiến đó mà có con người nó nói được mà nó ngu. Mà nó nói nó càng ngu, nó chỉ dùng những cái từ ngữ để nó bào chữa một cái tư lợi bởi vì tranh danh đoạt lợi mà nó mượn nó nói. Thì bây giờ nói kiểu này đụng tới mấy ông tu đúng không? Bởi vì mấy thầy tu là không có là cái gì hết. Tu thì phải sửa, đúng không? Mà bây giờ phải hiểu tôi mới sửa được, còn tôi ngu tôi lấy cái gì tôi sửa. An toàn là của ba tánh. Đức Phật dạy rõ ràng. Một cái đàn na tên thấy ăn một cái hột gạo của nó không là phải nói một cái lời ngay thẳng. Ăn hột gạo của nó mà nói lời công công quẹo quẹo thì làm sao được. Từ đó bây giờ tu bao lâu thì cũng không có biết. Nhưng bây giờ đem bé Tường Lam ra bởi vì gặp ma mà không có nhận như thế đó lôi lên có phải nói là công công quẹo quẹo không? Trời đất ơi! Khinh thường cộng đồng mạng làm như là nói kiểu đó thì bây giờ trong thiên hạ này cạo đầu mặc áo vàng cha nó hết cho rồi đi. Còn bây giờ xuống người ta ăn chay, bây giờ trong cuộc sống này biểu một thằng trồng cải để mà sống cho nó tốt, đừng có làm này nọ tốt. Một thằng thôi, bây giờ trong thiên hạ cả triệu người ta, nó không bán cá, nó làm mần gà này nọ, nó lấy gì nó sống. Mà nó lấy làm sao nó sống để mà nó có đồ như cúng cho chùa. Đúng là phải nói càng láo xược. Bây giờ mấy thầy nói không, mấy thầy không có hiểu, mấy thầy nói cái mặt của mấy thầy không. Mấy thầy nói cái mặt của mấy thầy không, còn cái mặt kia là biểu người ta làm sao đây. Mà trong khi đó mấy thầy là phải nói là ăn của ba tánh, của đàn na tinh thi. Thôi thì bây giờ ăn của đàn na tinh thi thì phải nói một cái lời ngay thẳng đi. Nếu nói lời ngay thẳng nó bỏ đói cũng được, nó uống nước trừ cơm chết trộn. Còn đằng này nói cái kiểu đó mà cái cuộc đời đau khổ người ta mà không có nói. Nó ban giê xô biểu nó được vô cúng dường. Rồi cái người ngu đó, ban giê xô cũng vậy vô cúng dường. Cúng dường nữa làm sao để ngày mai này bán đắt hơn. Rồi cái người bán gà cũng vậy, nó nghe thầy nói vậy hay quá. Nó vô tôi cúng dường. Rồi ngày mai đi ra bán gà tiếp để mong bán được nhiều gà cho mùa mai bán đắt. Nó cứ như một con người làm kiểu đó. Phật không có dài. 100%. Mà bây giờ sự việc đó. Bực mình một cái người phản biện đó. Chịu khó đó. Nếu mà... nếu mà hiểu được là tự mình cứu mình chứ không ai cứu hết. Còn nếu không hiểu được về ăn cái gì đi đừng ăn cơm. Đừng có nên phản biện. Bây giờ còn một cái kiểu thôi mà để mà giải tỏa cái vấn đề này là chỉ có mẹ Tường Lam, cha mẹ Tường Lam đứng trên một lòng bạn, trên cộng đồng mạng phải thú nhận cái tội cái sai của mình. Và kể cả thì là phải nói là cái sự việc phải làm vậy thì chỉ có cái cách đó thôi là những sự việc như thế này là biến mất. Chẳng những nó biến mất mà người ta còn thương là bởi vì sao? Người ta sẽ ủng hộ cho. Bởi vì một người đã nói là biết cái sai của mình, quay đầu là bờ. Thì khi đã là như vậy, thì người ta thương đứa bé, thương đứa bé là đứa con của mình. Thì người ta sẵn sàng ủng hộ là bởi vì sao? Quay đầu là bờ là cái chỗ đó. Còn đằng này cứ cái kiểu như thế này mà bây giờ cứ cái kiểu này tự nó làm người ta bực mình. Cộng đồng bạn nó bực mình. Bởi vì rõ ràng, chỉ cần một lời thú nhận, tôi đã sai.
Nè, tôi là mẹ, nhưng mà bởi vì cơm nước gạo tiền, cuộc đời sống quá khốn khổ, cứ nói đơn giản vậy đi. Thành ra cho nên đúng quả thật, tôi cũng có đi chùa này nọ, tôi bật kinh nó nghe riết rồi nó thuộc lòng, thành ra mà tôi mượn cái đó thì tôi thấy nó, bây giờ tôi thấy nó cũng xấu hổ. Chỉ cần một câu nói đó thôi, một tuần sau là người ta thấy tội nghiệp đứa bé đó, người ta sẽ ủng hộ liền. Ít nhiều người ta cũng có, phải nói là chén cơm manh áo cũng no đầy. Chứ còn cái kiểu này, sự thật ta nói, kể cả những người tu đó, đó tu là cái gì, những người nào là cái gì, mấy thầy đó cũng vậy. Cho nên tôi chỉ thứ nhất ba tạng kinh điển, kinh tạng, luật tạng và luận tạng, cái đó hiểu cái đó đi thì hành cho nó đúng. Nhưng mà mấy thầy như coi chưa có đâu, giải nhân quả mấy thầy nói giải thì có nhưng mà hành không có đúng, đó dở lòi ra nhân quả, duy tội thị nghiệp đó, dán cửa chùa đi rồi giờ kiểu sao, bởi vì sao hành không đúng là sao, thấy ma lôi vô, giống gì cũng lôi vô hết, trục lợi đủ điều. Vậy bây giờ giảng giảng cái gì, nó nằm ngay trước mắt. Thành ra sẽ đừng, rồi kể cả Phật tử đã nói là chúng sanh đã mê muội rồi thì mình phải tu như thế nào để mà đạt tới cái mức độ chánh đẳng chánh giác để khuyên chúng sanh để đi con đường ngay lẽ phải. Đằng này cái đó không có, ăn tập bậy nó tập bạ, gặp chúng sanh nó mê muội nữa, bởi vì nó cái gì nó cũng nghe cái đó, cũng chính vì ở nơi đó bây giờ nó phản biện lang thang, phải nói là trái luồng điện thoại đấy đúng không. Nhưng mà cái anh hồi nãy đó đúng đó, tôi khen tặng cái anh đó đó là không đúng, mà cái chuyện họ đâu có làm có đâu, ổng lên tiếng rồi làm sự việc như thế đó, giao luôn cái sự việc mà giờ tài sản nhà cửa đó. Nhưng mà cái chuyện đâu đó không có, cho nên bởi vì họ làm đâu có được, thành ra ổng cũng biết cái điều đó ổng mới nói, bởi vì họ lường gạt người ta làm vậy. Thành ra cho nên tội cho đứa bé Tường Lâm, cha mẹ bây giờ muốn dứt điểm ở chỗ này là chỉ có một cách mà thôi, là cha mẹ phải lên nói một cái lời thẳng thắn, cuộc sống như thế đó, tôi muốn con cấp sách đến trường, tôi cũng muốn cho nó thành tài, tôi cũng 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 muốn cho nó có một cái chòi trên, thì giờ đó nó ở cho cuộc sống yên tĩnh, bởi vì vợ chồng của tôi mướn, cho nên tôi đem một cái lòng tham. Nhưng hôm nay cộng đồng mạng đã làm cho tôi thức tỉnh và giác ngộ, thì một tuần sau thôi là phải nói là dù trong nước ngoài nữa là người ta ủng hộ ngon lành. Còn đằng này cứ cái kiểu này không có cái, nếu mà cứ kiểu này đó hả, là không có cái, không không có cái kiểu nào mà cứu được đâu, chỉ có cái đó mới cứu họ được thôi. Thì trong cuộc đời này thì tự mình cứu mình chứ không, đã nói là Phật không cứu được thì mắc mớ gì mà mọi người mà cái người mà ăn cái gây lộn, lấy gây lộn cho để sống được chứ nói làm cái gì, nó ngàn bướng lắm lang thang ở Sài Gòn. Tôi coi mà phải nói là tôi nổi nóng luôn, mà trước mặt tôi lấy cây tôi đập thấy bà nội luôn, mày ăn nói người ta nói một đường thì mày đi hiểu, mọi người hiểu một nẻo rồi, mà cái kiểu đó mà nói chừng nào cho nó hết. Gặp mấy bà nữa, mấy mẹ nữa không biết nó ăn cái gì, ổng gì không biết mà nó ngu đến đổi, mà người ta nói cái ý cái điểm chính người ta nói thì nó không có nghe, mà nó cứ nói thành cái chuyện mà phải nói là bực bội không thôi. Thì bây giờ nếu mà nói nhiều thì nó cũng hết, mà những gì chân thật để mà gửi gửi nói như thế đó, đó thì nhưng mà cái anh hồi nãy nói đúng đó. Thôi thì cũng bây giờ chỉ có những cái lời tâm sự như thế đó, lang thang Sài Gòn cái gì vậy thôi, chứ còn những cái trong thiên hạ này phải nói là đó. Mà tôi cũng từng hiểu như thế này nè, cái người đó phải nói rằng là hình như là hầu hết là không ai nhận cái lỗi mình sai á, là lúc nào cũng đúng, mà nó đúng kiểu đó rồi cãi tới sáng chưa hết á, nó đã đúng Chính rồi mà, xác, chính xác. đúng không, ngu đến mức độ mà phải nói mà không biết là nó, không biết nó sanh ở đâu ra mà rồi cũng biết là nó ở đâu mà nó ra, mà nó ăn cái giống gì cũng biết, mà nó ngu đến mức độ mà phải nói người ta nói hướng đông thì nó hiểu hướng tây. Trời ơi, nó làm kiểu đó, bởi vậy cho nên mình không cần sống chung đâu, cũng biết cái nhà nó là nhà cửa đất đai nó vào đâu, nó dành anh chị em, nó dành, nó quánh te tô khói lửa đó, trời ơi, cái đám ngu này mà dễ hiểu lắm. Thì bây giờ nói thẳng một câu là bé Tường Lam là một đứa con nít dễ thương, ngộ nghĩnh, mập mạp tròn trịa, thì cộng đồng mạng ai cũng ủng hộ. Nhưng mà chẳng qua là bởi vì cái bất bình mà những cái người phản biện vô lý đó để mà nói, mà tôi bực mình tôi mới nói rồi á, mượn nó làm bàn đạp. Rồi bây giờ cuộc đời nó khổ, cấp sách đến trường 9 tuổi 10 tuổi bạn bè nhìn như thế nào, nó đừng nói thần đồng đưa bài toán cho cộng trừ nhân chia mà làm một tật một cái để nó thần đồng với con khỉ, giống như bao nhiêu người đứa trẻ nói thiên hạ thôi. Nhưng bữa tôi đã nói nếu quả thật nó là Phật tái sanh thì mình cứ diện nuôi nấng bình thường giống như bao con đứa con khác, thì sau này có thể tự thân nó biến chuyển ngay từ đó, là mắc mớ vậy đó anh tào lao,
rất tự động luôn. Gặp với mấy thầy kia nữa, mấy À. thầy đâu phải nói, là phải nói là tự động đó. Tu mà gặp toàn là ma mà cũng không nhìn thấy ma ma này nọ, rước làm tùm lum tà la, làm cho ba tánh phải nói là nó ngu muội, nó mê trong nước ngoài nước, con mắt nhìn không thấy. Cho nên nó phải nói rằng á, nên nhớ là mấy thầy phải nghe cho nó rõ là ba tạng kinh điển Đức Phật để lại là kinh tạng, luân tạng và luận tạng, phải hiểu cho nó rõ để hành. Đừng có bao giờ làm những sự việc tào lao thiên địa, đừng có bao giờ còn. Nhưng mà cái duy tuệ thiền nghiệp là cái gì, phải nhìn phân biệt rõ ràng. Đừng có phải nói là những sự việc mà để mà khinh thường cộng đồng mạng, nhìn mà phải nói là khinh thường tất cả những mà cái người là thần đồng trên cái thế gian này. Bởi vì thần đồng không phải là một, mà thần đồng phải nói nó rất là nhiều, mà chẳng những nó thần đồng mà nó còn thần thông nữa kìa. Cho nên mấy thầy ăn tầm bậy nó tầm bạ không. Dạ rồi, Mấy thầy ok, ý kiến những của em nhiều nhé. Dạ. mấy thầy không có hiểu được những gì tôi nói, mà những người khác nó trở thành là thần sâu quỷ không. Nó sự thật là bởi vì mình nói thẳng là nó ra như vậy. Thì thôi, thấy bất bình phải là mọi người phản biện với lang thang Sài Gòn, tôi cũng bực tôi nói vậy thôi. Nhưng mà nói đúng là tôi ở xa chứ tôi không có ở gần. Vậy bực quá đi, bởi vì con người đang cái gì. Thì thôi, thì bây giờ nãy giờ nói đúng ra cũng phí thời gian của lang thang Sài Gòn. Thì có một cái những gì ngay thẳng để tôi không để bởi vậy nó thà là không biết đi, nhưng mà tốt hơn là không biết. Nhưng không có ai a dua nịnh bợ ai cả, còn hơn rồi nó a dua nịnh bợ tùm lum. Nhưng mà nói một cái lời ngay thẳng như thế đó, rồi tất cả những cộng đồng mạng mỗi người có một cái kiểu nói khác nhau, nói kiểu nào thì cũng được, nhưng nếu ai hiểu được là tự mình cứu mình đó. Còn nếu không hiểu được thì cứ việc sống một đời như thế đó, để cho thiên hạ bá tánh rồi tất cả cộng đồng ai cũng vậy, rồi trời Phật chửi rủa, rồi mọi sự việc tùm lum tà la, là tự không là tự mà tự mình hại mình, chứ đừng đừng có mong cầu chính gì ở nơi đó, chứ không có Phật, không có thánh thần gì tào lao mắc dịch. Giống như là bạn nói một câu phải nói là tùm lum rồi, bây giờ tào lao thần thánh mê tín dị đoan phải nói đó. Và những gì tôi nói giống như cái anh hồi nãy anh nói đó, phong thủy cũng là mình, hiểu được điều đó, phong thủy cũng là mình, Phật cũng là mình, trời cũng là mình, mọi sự việc tự mình cứu mình, không ai cứu mình hết, mọi sự việc cũng là mình. Đức Phật đã thọ ký rồi, còn mấy người kia không biết nó thọ cái gì, không biết nó thọ cái giống gì cũng không biết, mà nói tầm bậy tầm bạ. Cái sự thật, trong sự thật để mà nói là Phật cũng là mình, trời cũng là mình, cứu mình cũng tự là mình, không ai cứu mình hết. Nhưng mà phải hiểu được cái lời ngay thẳng như thế rồi rồi đấy, chứ không phải mà đem mà phản biện tùm lum mà để mà nói cho cái tư lợi, mà nó cũng mang cái đầu như cái đầu bò vậy, không biết sao mà nói, ăn cái gì không biết. Ok, thì cũng là phí phạm một thời gian của lang thang Sài Gòn, nhưng bởi vì tôi bận quá đi. Nhưng mà tôi bận là sao, là bởi vì tôi đã lắng nghe những cái lý Dạ lẽ không của sao lang anh, dạ chung là anh em chia sẻ không sao, hả. chung không sao anh, chung là chung là em cũng cảm ơn ý kiến của anh đâu, chung một ý kiến rất tuyệt vời. Dạ Nhưng mà kỳ trước nói đúng ra là bởi vì tôi quá bận, thì tôi nói ngang nói tàn, nó ngang tàn chút, nhưng mà kỳ này mà nó dài dòng chút xíu, dạ nhưng mà nó dài dòng chút xíu, nhưng mà nó theo kiểu, bởi vì mấy người kia bận cái kiểu bữa tôi nói nóng á, nhưng mà bởi cái kiểu mà trước mặt tôi kiểu đó, mà chắc là tôi lấy cây tôi đập. Nhưng mà thì bởi vì tôi nói nó hơi kỳ khôi, nhưng mà nói kiểu đó nó cái người phản biện nó cũng đâu có hiểu đâu. Nói theo cái kiểu giống như mọi người, mà giống như mà những người mà nói theo cái kiểu mà êm dịu đó, trời ơi nó còn càng không hiểu hơn nữa. Bởi vì trong thiên hạ này nó làm mệt lắm. Nhưng mà bây giờ cốt lõi một câu, để trước khi cúp điện thoại cũng chân thành cho nên để mà nói đó, tất cả mọi sự việc để mà nói, làm những sự việc bất bình, những người phản biện với lang thang Sài Gòn mà tôi đã lắng nghe lang thang Sài Gòn nói không có sai. Mà nếu ai nói lời Phật dạy thì sự thật ý nghĩa mình là duy tuệ thì nghiệp, trong đó tôi mới phát ngôn những gì lời nói rõ ràng, là tôi không tự dối lòng tôi. Còn những người mà hiểu không rõ là tự mình dối mình, rồi tự mà mọi người hại mình thôi. Không cần biết ai là gì, buôn bán gì, buôn bán chợ bán cá là thầy tôi không cần biết. Nhưng quay
Đức Phật đã thọ ký là tự mình hại mình, cho nên đừng có bao giờ mà nói gì đó rồi trơn. Tôi đây cũng vậy, tôi phải học ở nó đó hiểu đó vậy. Thì bây giờ khi như thế đó không 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 mình làm tập bậy là mình phải chịu thôi. Đừng bây giờ nói tại sao chửi tôi, tại sao chửi cháu tôi, tại sao chửi con tôi, tại sao mọi người chửi con nít. Trời ơi, người ta đâu có nói con nít mà nó ngu đến mức độ mà nó không có hiểu kiểu đó. Sự thật có lang thang Sài Gòn mà cái ngồi 10 ngày nói nó cũng không hiểu đâu bằng tiếng Việt đó, chứ là nói tiếng Anh thì tôi nghĩ là nó khỏi hiểu luôn đó. Và bởi vì sao nó có hiểu đâu, nhưng mà thì ít ra đó lên nó lang thang Sài Gòn lên thì thôi giờ thì nó cũng đúng. Là bởi vì sao, năm thằng không hiểu thì cũng còn năm khác nó hiểu không, cũng hay như vậy. Chứ còn giờ không lên nói như cái kiểu đó thì trong thiên hạ là ai cũng nghĩ lang thang Sài Gòn là tào lao, giống như cái thằng độc lạ Bình Dương. Trời đất ơi, cái kiểu đó để mà nói thiên hạ này vô cùng là hóc búa. Tôi rất là nổi nóng và cái sự việc tôi mới điện và để mà nói là vậy. Bây giờ nói thẳng ra nó đụng tới mấy cái ông thầy luôn đó. Là bây giờ nó lang thang Sài Gòn mấy ông thầy nhiều người nói đó, nãy tôi nói rồi đó. Nếu mà nói quá kiểu này nó trời người ta tu thì mày nói kiểu đó là cái nghiệp của mày, cái tội miệng của mày. Ủa vậy nếu là vậy mấy ông thầy tôi được quyền nói láo tôi cũng được đúng không? Và cái thứ hai nữa, bây giờ mọi người nói cho tôi là vậy thì cái nhà của mọi người sống không, nếu nói tôi nói đó thì nhà về nhớ anh chị em cha mẹ đừng gây lộn, sống cho ngon như là Phật dạy nghe rồi hãy nói. Còn đằng này người ta phản biện là nói để cho mọi người thức tỉnh, mà mấy thầy chùa thức tỉnh luôn chứ đâu phải là bây giờ. Không lẽ thầy chùa là thông minh tài giỏi rồi cái người mà ở ở ngoài chợ người ta ngu hết sao? Không lẽ bây giờ thầy chùa là có bốn cái lỗ tai rồi bây giờ người ngoài 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 chợ nó có hai lỗ tai? Phật đâu có giải vào cái vụ này mà khôn ngoan lợi phần trí tuệ, tu không tu cũng lợi được trí tuệ. Nhưng nó khác một cái điều là trí tuệ tôi đã hiểu trong cuộc sống đau khổ của cuộc đời này rồi, giống như Đức Phật đi ra bốn cổng thành thì bây giờ Đức Phật đi vô trong rừng, còn bây giờ rừng mình không có vô, nhưng mà ít ra tôi hiểu được điều đó thì bây giờ tôi mới vô chùa. Tôi không hiểu được cuộc sống đau khổ của đời này thì đừng đúc đầu vô trong chùa, đừng có làm cái chuyện. Cho nói kiểu này là tôi đụng tới mấy ông kia luôn đó. Nhưng mà nên nhớ rằng tất cả những bậc chân tu đó, tôi cũng xin lỗi như là tất cả những bậc chân tu, con xin lỗi những lời nói này, nhưng mà tất cả những bậc chân tu cũng thừa hiểu những gì con nói đó, thật là như vậy. Nhưng mà chẳng qua người ta chân tu rồi người ta không có đem lên để người ta lý luận. Thôi bây giờ để kết thúc cuộc nói thì cũng nếu có cái gì sai sót đó thì lang thang Sài Gòn cũng thông cảm dùm nha, nhưng mà nó đúng ra thiên hạ nó là tôi bực quá. Không sao đâu anh. Em cũng xin thay mặt tất cả các bà con chân thành cảm ơn cái ý kiến của anh nha. Chúc anh cùng toàn thể gia đình sức khỏe anh nha. Ok, cảm ơn, tạm biệt nha. Tạm biệt anh, bye anh ha. Bye bye.